Nam Mô A Di Đà Phật, khỏi đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Thì có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà, xin trao tặng cho bà đi bán với số 300.000 nha bà. Đây, cho dõi xuống đây đi bán với số. Còn cái này là cái gì? Cái này lạc gạo cho người ta. Lạc gạo cho người ta đó hả? Dạ. Rồi người ta cho tiền không? Dạ cho, làm cho người ta khác được 1 triệu. Dạ rồi, xin trao tặng cho bà 300.000 nha. Dạ. Rồi lên. Dạ. Mậu Hưng, cảm ơn cô cậu ơi. Dạ. Hưng. Dạ cảm ơn Trần Mậu Hưng. Dạ. 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 Chúc cậu với cô này kia dạ bằng ăn phát tài này kia nọ, mua bay bán đất. Dạ. Dạ. Rồi, hoàn cảnh khó khăn cuộc đời đi bán vé số. Dạ, dạ. Rồi nha. À, xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la của vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng rất là nhiều ạ. À. Dạ. Rồi, con với bà cùng chào nha. Dạ, dạ. Chào. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật, hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Thì ngày hôm nay có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương cũng bằng tình cảm yêu thương. Xin trao tặng cho ông 300.000. Ông đi bán giấy số, ông bán hết chưa? Chưa hạ giấy số ông đâu rồi? Còn nhiều không? Quá wow, còn nhiều quá rồi. Xin trao tặng cho ông 300.000 nè. Cảm ơn cô chú. Nhà chưa nè, ông cầm tiền đi. Đó, vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng trao tặng cho ông nha. Dạ. Cảm ơn cô chú chồng của Mậu Hưng cho tôi 300.000 đi bán vé số của tôi về sủi. Tôi cảm ơn với chúc cho cô chú là gia đình cô chú bằng ăn phát đạt nha, bằng đâu được đó, chuyện hiền nên đó đem đến gia đình, chuyện giữ bay đi vô trong rừng trong rú nha. Ôi gì đó hả? Dạ. Rồi. Rồi xin cảm ơn bà tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng rất là nhiều. Nam mô A Di Đà Phật, hồi hướng công đức lành cho vợ chồng của cô chú. Yeah. Rồi cảm ơn rất là nhiều ạ. À. Cô với ông chào nha. Chào. Dạ. Anh qua bán em ngồi xuống không? Quý vị khán giả ơi, bà đang ngồi ăn xin nha. Bà đang ngồi ăn xin rất là tội nghiệp. Bà ơi, bà ngồi đây bà xin tiền hả? Ờ, nãy giờ có bà có được tiền không? Được 15.000. Được 15.000 hả? Ở dưới này 3.000 nữa, 18.000. Dạ. Được có mấy ngàn à hả? Dạ. Rồi, ta cho tiền bà kìa. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương cũng bằng cái tình cảm yêu thương. Thì ngày hôm nay xin trao tặng cho bà 300.000 nè. Bà vui không? Mừng lắm. Bà mừng hả? Dạ rồi cô chơi. Chẳng bị hết cái cây thôi, cậu mắc rồi nhé. Trời ơi, dạy dạy hôm nay trên cái cây có 50.000 hết mấy cái dài đó. Hết thuốc nhỏ mắt mà không có tiền mua hả bà? Rồi, bà không có tiền mua thì xin trao tặng cho bà 300.000 nha bà. Bà mua thuốc nhỏ mắt nha. Bà xin cảm ơn. Bà xin cảm ơn. Cảm ơn cô chú Trần Mậu Hưng. Bà hai á trả gia xin được 100.000 cho cháu mua trái cây đồ cúng ông bà, với chừa 50 mua trái thuốc nhỏ cô cho bà hai. Cảm ơn cô với cậu Trần Nghĩa Hưng được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, ăn ăn bắt lộc phát tài, đừng giúp đỡ cho bà con xã hội rất là khổ như bà vậy nè. Với bà cảm ơn cô với cậu nữa. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Bữa nay mày chỉ còn cái thuốc nhỏ bà cũng. Dạ rồi, con xin trao tặng cho bà món quà yêu thương. Dạ. Cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng rất là nhiều. Dạ, dạ Nam mô A Di Đà Phật, hồi hướng công đức lành này cho vợ chồng của cô chú. Con dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi bà hai chúc cho vợ chồng con vạn sự như ý. Dạ. Bằng ăn bắt lộc phát tài, vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Dạ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Dạ. Con mang cho tiền của cho chồng thì hôm này á, thì cô bà không biết làm sao mà cái ơn này không biết khi nào bà đã quên.
bà cầm chai thuốc nhỏ lên mãi mãi hoài, bà nhớ hoài. Dạ rồi, bà chào cùng con dạ. Nha. Chào dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương, có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù ở nơi xa quê nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Thì hoàn cảnh của bà sức yếu tuổi già, dẫn ngày đêm để đi bán vé số. Qua ngày, vợ chồng của cô chú xin trao tặng cho bà 300.000. Dạ nhé bà ơi, vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng trao tặng cho bà. Dạ, bà vui không? Bà vui hả? Dạ. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn hai vợ chồng cậu Hương. Trần Mậu Hưng. Cảm ơn Trần Mậu Hưng. Chào Mậu Hưng hả? Dạ. Dạ cảm ơn. Rồi. Chúc cậu mợ sống mãi niên trường thọ, với bằng nhầm giàu mình có với người ta. Dạ. Cho giúp đỡ cho kẻ nghèo. Dạ rồi, bà vui không bà? Dạ vui, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, con đã trao số tiền 300 ngàn dùm cho cô chú Trần Mậu Hưng rồi. Xin cảm niệm và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của vợ chồng cô chú rất là nhiều. Bà chào cùng con nha. Bà chào đi nè, bà chào đi nè. Rồi, bye bye, con chúc bà nhiều sức khỏe. Quý vị khán giả ơi, cái tay bà đâu rồi? Bà ơi, tay bà đâu? Dạ. Cái tay ngoại con kìa. Hả? Rồi, bà để dưới đó đó hả? Rồi mỗi buổi tối con dẫn bà ngoại đi xin tiền hả? Bà con hả? Bà ngoại hả? Bà nội? Hả? Bà cố hả? Rồi rất là tội nghiệp. Con ăn cơm gì chưa? Bà ăn chưa? Rồi nãy giờ xin được nhiêu tiền rồi? Có xin được tiền không? Không có được nhiêu rồi đó hả? Rồi chị cầm chơi. Yêu thương, có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương cũng bằng cái tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Thì trong hoàn cảnh bà đã sức yếu tuổi già, vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng xin trao tặng cho bà 300.000. Bà vui không? Vui thì cầm tiền nha. Rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn Trần Mậu Hưng. Dạ. Rồi bà chúc không? Bà chúc gì không? Chúc chú với cô mạnh khỏe. Dạ. Ăn Tết vui vẻ. Rồi. Sống lâu năm bền bỉ. Dạ. Bà đi. Cảm ơn bà. Rồi. Đó nha, rồi. Cảm ơn. Một lần nữa cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng cao cả của vợ chồng cô chú rất là nhiều. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi bà chào cùng con đi, bà chào cùng con đi. Rồi, bye bye. Ông đi làm gì dạ? Đi bán giấy số. Bán giấy số hả? Nãy giờ bán hết chưa? Còn hả? Còn dạ. Năm nay ông nhiêu tuổi rồi? 73. 73 tuổi hả? Rồi, dạ. Dạ rồi, ông đã lớn tuổi rồi, hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương, có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương cũng bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Xin trao tặng cho ông 300.000. Nè, trao tặng cho ông nè, ông vui không? Ông bán vé số nhiều sức khỏe nha. Ông Hưng. Dạ. Cảm ơn cô chú Lâm Mạng. Trần Mậu Hưng. Ông chúc đi. Dạ. Chúc cô cậu Quang Lâm mừng ăn phát tài. Dạ. Dạ con. Chú. Ngồi xuống. Mẹ không xuống đây. Rồi một lần nữa xin cảm niệm và tri ân tấm lòng bao la cao cả của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng. Ông rất là vui. Ông dạ. Chào cùng con nha. Rồi chúc nhiều ông nhiều sức khỏe nha. Dạ. Hả? Có đâu dội ra đâu. Ông bán vé số ha ông. Tóc ông đã bạc phơ màu. Rồi ông đi vô đây nè. Cô chú Trần Mậu Hưng gửi tiền cho ông nha.
Rồi dắt ông vô quý vị khán giả ơi, đứng ngoài lộ. Ông đứng ngoài lộ á hả? Rồi ông ngồi xuống, đi. Lấy ghế hả? Rồi lấy ghế đi, có ghế nữa hả? Nam mô A Di Đà Phật. Phật đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Có vợ chồng của cô chú Trần Mậu Hưng ở bên Mỹ, dù xa quê hương nhưng nhìn về quê hương bằng tình cảm yêu thương, phát tâm từ bi, hạnh tâm từ bi tâm, gieo hạt giống Bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Xin trao tặng cho ông 300.000 nè, ông 300.000 nè. Dạ đó nha, cô chú Trần Mậu Hưng xin trao tặng cho ông. Coi Phật Nam mô tôi gửi lời về là cô Trần Mậu Hưng. Cô cũng là thương tình của gia đình của tôi, chúng tôi nghèo khổ, cô giúp đỡ về tôi cũng mang ơn cô. Nam mô A Di Đà Phật. Ơn đi. Chúc Trần Mậu Hưng qua năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Dạ rồi nha, xin trao tặng cho ông 300.000. Dạ, cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, ông đứng lên nha. Cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la của vợ chồng cô chú rất là nhiều. Rồi xin chúc của vợ chồng cô chú nhiều sức khỏe. Cô chào ông nha. Bye bye mọi người, bye bye cùng con đi. Ông chào nha. Bao la tấm lòng cao cả của vợ chồng cô chú Trần Mậu Hưng rất là nhiều, đã trao cho 300.000 ông rất là vui ạ. Ông chào cùng con nha. Rồi bye bye mọi người.